chúng ta cùng vào trong khoang nội thất của xe GLC 200 phiên bản mới. Có gì nhỉ? Đầu tiên cảm giác rất là rộng rãi. Tôi cao 1m83, nặng 75 cân, mà ngồi như thế này là quá rộng, thoải mái lắm rồi. Thiết kế của xe, trục cơ sở bánh trước và bánh sau là 2m873, tức là chiều dài cơ sở đấy. Cho nên là việc ngồi trong cabin xe, đặc biệt là phía sau, rất là rộng. Và với độ ngả ghế như thế này thì tôi thấy rất là thoải mái. Thoải mái khi mà mình di chuyển ở quãng đường dài mà ai đó ngồi phía sau thì cũng không bị mỏi đâu. Ngoài ra thì tôi thấy ghế da rất là êm, rất êm ái. Ghế da rất êm ái, có đục lỗ, thông gió, không bị bí đâu. Ngồi như thế này sẽ không hề bị bí khi ngồi phía sau. Đó, một đặc điểm kém hơn so với GLC 200 4MATIC và GLC 300, đó là khoang kính sau không phải màu tối. Đó, nó là sẽ kém hơn. Cũng chấp nhận được thôi, bởi vì là giá rẻ hơn mà. Sẽ không được trang bị đèn viền 64 màu, thay vào đó vẫn có đèn nội thất, nhưng không được nhiều màu như là 64 màu thôi. Ở đây có cửa gió phía sau. Cửa gió phía sau này, điều hòa hai vùng độc lập. Đằng sau cũng có cửa gió, sẽ chỉnh nhiệt độ ở hai bên phía trước. Và đằng sau cái cửa gió này sẽ là nhiệt độ trung bình của hai vị trí phía trước. Được thiết kế rất là tỉ mỉ. Có thể bật tắt gió này. Ngoài ra có những nút chỉnh hướng rất là hay. Đó, rất là tiện nghi. Tiếp theo nữa, đây là cổng sạc, cổng chuẩn mới của thế giới bây giờ rồi. Đây là cổng Type-C các bạn nhé. Đó, bây giờ thế giới mới là sẽ sử dụng cái cổng mới này, chuẩn mới Type-C, không còn cổng USB bình thường nữa. Đây là sạc 12V để chúng ta có thể cắm cái bơm ở phía sau để mình có thể bơm lốp. Đó, hoặc là mình cắm ủ sạc vào. Rồi. Tiếp theo mình sang bên này một chút xem nào. Ở đây có cái gì? Có tựa tay cũng được bọc da này. Tựa tay cũng được bọc da. Chúng ta có thể để bút hoặc giấy tờ nhỏ nhỏ trong này. Tựa tay cũng rất là ok. Cái chỗ này là để cốc, rất là tiện lợi, để cốc hoặc bình nước, chai nước, ok. Ngoài ra ở phía sau có rất nhiều những cái hộp để đồ. Vì là xe mới chưa giao cho nên là cái ly lông này nó vẫn còn nguyên. Nhưng mà ở đây cũng có chỗ để đồ nhé các bạn nhé. Ngồi xem bên này xem nào. Xe GLC 200 sẽ được trang bị là hệ thống dẫn động cầu sau, cho nên là nó sẽ có cái yên ngựa ở đây. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là các bạn, nó chỉ hơi gồ lên thôi, nó không gồ cao quá. Cho nên là các bạn ngồi ở giữa ấy, thì cũng rất là thoải mái đây. Các bạn thấy tôi ngồi đây. Đấy, hoặc là mình có thể cho chân lên đây cũng được. Đấy, rồi ok, mình cùng lên phía trước nhá. Nào, cùng lên khoang phía trước xem thế nào. Xe này GLC 200 kém hơn GLC 200 4MATIC và GLC 300. Cái điểm đầu tiên mà tôi nhận thấy khi mà bước lên xe đó là cái đèn ở chữ Mercedes đây, nó không còn phát sáng nữa. Đó, nhưng mà vẫn rất tỉ mỉ. Đó, tiếp theo nữa chúng ta có thể nhìn thấy ở bên cửa, chúng ta đi từ cửa vào nhé. Ốp gỗ bóng vẫn rất là sang trọng. Kèm theo đó nhiều ghế ba vị trí, ghế toàn bộ là bằng điện hết. Đó, rất là thoải mái khi ngồi. Đây là loa tiêu chuẩn của Mercedes. Tuy là loa tiêu chuẩn nhưng mà nghe cũng rất hay rồi. Nghe hay hơn tất cả những cái loa của hãng xe Nhật Bản hay là Hàn Quốc khác. Đó. Vẫn là nút mở cốp ở phía trong xe, mở và đóng luôn các bạn nhé. Đó, chúng ta có thể ngồi tại chỗ để đóng hoặc mở cửa, mở cốp phía sau mà không cần phải ra khỏi xe. Hộp để đồ được thiết kế rất rộng luôn, cửa rất dày. Rồi, cùng đi vào với phần vô lăng. Trước khi nói về phần vô lăng thì tôi xin nói về hệ thống khởi động của xe. Xe không được trang bị chìa khóa thông minh Keyless Go như GLC 300, nhưng vẫn được trang bị nút ấn. Đây, các bạn có thể thấy thiết kế rất đẹp luôn. Tôi để nổ rồi. Đó.
Rồi, đầu tiên quan sát thấy vẫn là màn hình nhỏ và đồng hồ như các phiên bản GLC 200 trước đây. Kèm theo đó là tất cả các cửa gió được thiết kế rất là thuận tiện, và trên các cửa gió thì đều có những cái phím vặn để ngắt gió. Đấy, rất là hay. Nếu mà vùng nào mà bạn thấy lạnh thì bạn có thể ngắt nó đi. Rồi, ngoài ra thì một đặc điểm nữa không có trên xe Mercedes, cần số ở đây nữa mà được thiết kế sau vô lăng hết rồi. Cái việc thiết kế sau vô lăng này tôi cảm thấy là cực kỳ thông minh. Bởi vì sao? Nó rất dễ là sử dụng, rất dễ sử dụng luôn các bạn ạ. Đấy, rất dễ sử dụng, không cần phải thò tay xuống đây để gạt nữa. Mà đặc biệt là mình nhìn ở đây là mình thấy luôn. Ngoài ra nữa là nó an toàn. An toàn ở chỗ là vì sao? Trẻ con ngồi bên cạnh có thể hiếu động, có thể nghịch vào cái cần số của mình, nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà việc thiết kế lên trên này là chỉ có một duy nhất một mình sử dụng được thôi. Đấy, nó rất là hay, rất là tinh tế. Việc mà thiết kế cái cần số điện tử sang bên này rồi thì gạt mưa cũng được thiết kế sang bên này, cùng với đó là cần xi nhan. Đấy, vô lăng được điều khiển bằng điện, toàn bộ bằng điện hết, mặc dù là giá rẻ nhất nhưng mà vẫn được điều khiển bằng điện. Và được bọc da rất tỉ mỉ, cũng như là các đường khâu rất là chắc chắn. Lẫy chuyển số sau vô lăng ở trên này các bạn có thể thấy kèm theo nút cảm ứng để điều khiển được dễ hơn khi lái xe. Thì những phím cơ đây là những cái nút mà cruise control hay limit speed được thiết kế kiểu mới, dễ dàng sử dụng hơn. Đấy, cái này khi đi trên đường các bạn cực kỳ dễ sử dụng luôn, đó là một điểm cộng. Ngoài ra hệ điều hành của xe là MBUX, cho nên là trên này các bạn sẽ thấy này, cái nút giọng nói này, những nút volume này, những nút rảnh tay, ví dụ như là nghe điện thoại hay là dập máy đi cũng có luôn. Thiết kế đây, màn hình thiết kế mới. Ui sao nó to thế này, 10,25 inch đấy các bạn ạ. Cái màn hình này được thiết kế mới, to hơn, viền mỏng, và đặc biệt là cảm ứng cực nhạy cùng với tiếng Việt. Đó, được rất nhiều thứ tiếng luôn, và đặc biệt là có tiếng Việt, mình rất dễ sử dụng luôn. Đó, khi mà can thiệp vào cái màn hình này và phần cài đặt, các bạn có thể cài đặt được rất nhiều thứ ở trên xe, ví dụ như là hệ thống camera đỗ xe này, attention assist là hệ thống cảnh báo mất tập trung. Đó, ngoài ra mình cài đặt được tất cả những cái về xe như thế này, ví dụ như là xuống xe gập gương là cũng được luôn. Đó, xuống xe khóa cửa kêu típ cái để nhận biết là mình đã khóa cửa rồi cũng có luôn. Đó, về đèn thì nó sẽ về phần đèn bên ngoài thôi. Đấy, thì là sẽ có độ trễ bao nhiêu giây, khi mình xuống xe mình khóa cửa xe nó sẽ có độ trễ bao nhiêu giây. Còn không được trang bị đèn 64 màu, cho nên là phần đèn phía trong không có để mà mình điều chỉnh các bạn ạ. Đó, tiếp theo nữa, điều hòa hai vùng độc lập như tôi vừa nói lúc nãy, đó là điều hòa hai vùng độc lập. Đây là nhiệt độ của bên trái và đây là nhiệt độ của hành khách bên phải, cùng với những cái nút chỉnh gió. Đây là nút lấy gió trong và gió ngoài, đặc biệt của Mercedes đó là ưu tiên lấy gió ngoài. Xe Mercedes ưu tiên lấy gió ngoài, nhưng khi nào mà đi qua chỗ nào nó quá mùi thì bạn có thể lấy gió trong. Nhưng nếu như mà bạn lấy gió trong thì 30 phút sau xe sẽ tự động lấy gió ngoài. Vì sao lại như vậy? Bởi vì là chúng tôi nghiên cứu là lấy gió ngoài sẽ giúp bạn tỉnh táo hơn, khỏe khoắn hơn khi lái xe, mà đặc biệt là lái xe đường dài. Cái này tôi đã thử rồi. Tiếp theo nữa, đây các bạn có thể thấy nút này, một điểm đặc biệt là nút rear. Đó, nút này là sấy hai bên mặt gương. Đấy, khi mà bạn đi trời mưa, bạn không cần phải thò tay ra ngoài để bạn lau gương như những hãng xe khác, mà đặc biệt bạn chỉ ở nút này thôi là gương sẽ được tự sấy, và nút này cũng sẽ tự ngắt sau một khoảng thời gian nhất định các bạn nhé. Trên này là những nút nút nhanh, nút chọn nhanh, thay vì là chúng ta phải sử dụng ở trên màn hình như này thôi các bạn ạ. Rồi, ổ đĩa không còn nữa, bởi vì là thời đại 4.0 rồi, chúng ta sử dụng USB, chúng ta sử dụng nhạc online. Đó, vậy thôi. Nhạc online hay là USB hay là Google Maps, tức là bản đồ ấy, thì chúng ta có thể cắm dây vào trong cổng
ở trong này. Đó, hai cổng, một cổng là cổng sạc và một cổng là cổng truyền dữ liệu. Thì các bạn có thể cắm dây vào đây. Đó, để truyền dữ liệu lên màn hình này, chúng ta lúc đó chúng ta chỉ cần là sử dụng màn hình như là sử dụng điện thoại của mình thôi. Chúng ta sẽ sử dụng Google Maps, sử dụng tất cả những ứng dụng, ví dụ như nghe nhạc, những ứng dụng mà điện thoại của chúng ta được phép truy cập vào trong xe. Đó. Một điểm nữa là xe sẽ không được trang bị sạc không dây, thay vào đó đây là cái gạt tàn thuốc, nhưng mà tôi nghĩ là cái gạt tàn thuốc này không ai hút thuốc trên xe nữa cả. Cái gạt tàn này là chị em có thể để những cái bông tai hoặc là nhẫn vào đây sẽ rất là gọn mà lại còn an toàn nữa. Đấy, một điểm là hơi thiếu so với GLC 200 Formatic và GLC 300 là chỗ đấy. Đây là tẩu thuốc, nhưng cái này thì các bạn cũng thể sử dụng để sạc điện thoại được. Ngoài ra đây, cái điểm này rất là hay này, trước đây là một cái cục gồ lên nhưng bây giờ là như là bàn di chuột máy tính các bạn ạ. Đấy, các bạn có thể thấy tôi di chuyển rất nhạy, rất nhạy, rất nhẹ nhàng nhưng lại nhạy. Đấy, để điều chỉnh cái màn hình này giúp chúng ta điều chỉnh dễ hơn. Rồi, Dynamic Select đây. Xe vẫn được trang bị 5 chế độ lái, gọi là xe 5 trong 1. Đấy. Xe sẽ được trang bị những chế độ ví dụ như là Eco đi lúc tắc đường này, xe sẽ tiết kiệm nhiên liệu một cách tối đa. Comfort là mặc định của xe, là êm ái. Sport và Sport cộng là những phong cách thể thao, và Individual là phong cách cá nhân của mình. Những cái phong cách này thì là Individual là bạn có thể thấy là khi bạn kích vào đây đấy, là bạn sẽ can thiệp riêng vào từng phần của xe, đó là hệ thống dẫn động, hệ thống lái hay là SP. Đó là bạn có thể đi theo phong cách riêng của mình. Bạn có thể để động cơ là Sport nhưng mà hệ thống lái của bạn là Eco thôi cũng được. Đó. Rồi. Cái đặc điểm đó là đặc điểm cực hay của Mercedes mà không phải hãng nào cũng có, là có rất nhiều chế độ lái. Khi mà bạn chuyển chế độ là bạn cảm nhận được ngay là cái cảm giác lái nó khác hẳn. Đó. Cùng tìm hiểu thêm. Ở trên này là những cái phím bấm, ví dụ là volume hay là tắt màn hình hay là những cái này thì tôi sẽ giải thích kỹ hơn khi mà các bạn đến showroom. Đấy, tôi sẽ giải thích thật là kỹ cho các bạn. Rồi, chúng ta cùng đi lên phía trên trần xe. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy gương là gương chiếu hậu bên trong xe và chống chói tự động luôn. Thiết kế cực đẹp, rất đẹp. Đấy. Những cái tấm che nắng này, có thể cũng có gương và ngoài ra cũng có đèn luôn. Trên này là những nút chỉnh, những nút mic. Đó là để chúng ta có thể ra lệnh bằng giọng nói cho xe bằng những cái câu lệnh như Hey Mercedes, để bật hoặc tắt quạt, hoặc là nếu như chúng ta về khả năng tiếng Anh tốt hơn thì chúng ta có thể ra lệnh cho xe một cách dễ dàng được. Những nút chỉnh đèn rất tinh tế. Đây các bạn có thể thấy khi mà tôi bật đèn nhé, nó không sáng ngay mà nó sáng từ từ. Đó, giúp chúng ta làm quen hơn khi với ánh sáng, chứ không phải là bật một phát là bật luôn, mà tắt là tắt ngay. Đấy, tắt nó cũng tắt từ từ. Đấy. Ngoài ra thì đây, ở trên bốn cánh cửa nhá, đều có những cái tay nắm như thế này. Đấy. Một điểm đặc biệt là không có tiếng kêu bụp 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 ở trong xe nữa đâu các bạn ạ. Đây, rất nhẹ nhàng, đều là hơi hết, rất nhẹ nhàng. Đấy. Ngồi trong xe Mercedes mà nghe tiếng những tiếng động lạ là mình cảm giác rất là khó chịu. Đấy. Đây, những hộc để đồ rất là rộng. Và đặc biệt là có khóa. Đấy. Rồi. Gỗ tranh bóng cũng được trang bị ở yên ngựa đây, phần điều khiển trung tâm. Tôi thấy cái này rất là sang, thực tế là nhìn vào rất là sang nhưng mà có một điểm trừ là nó để lại dấu vân tay. Ngoài ra nữa thì nếu như mà các bạn sử dụng chìa khóa mà chùm chìa khóa ấy, hay là móng tay ấy, thì sẽ bị dễ bị xước. Lúc đó thì trong cái này thì chúng ta có thể khắc phục được bằng cách là chúng ta có thể dán dán phủ ở ngoài thì nó sẽ bền hơn. Đấy. Vậy thôi. Ok. Rồi. Rồi, vừa rồi tôi vừa giới thiệu tổng quan về chiếc xe GLC 200, chiếc xe em út trong gia đình GLC.
Trên GLC200 thì có GLC200 4MATIC với giá bán là 2 tỷ 099 triệu đồng. GLC300 là phiên bản cao cấp nhất, nhiều option nhất, được bán với giá là 2 tỷ 499 triệu đồng. Và đây, chiếc xe GLC200 đang có giá bán cực kỳ là dễ chịu, 1 tỷ 799 triệu đồng. Tất cả những mẫu xe này chúng tôi đang đều có chương trình khuyến mại giảm giá đặc biệt dành cho khách hàng. Ngoài những khách hàng bình thường được giảm giá rất là nhiều, ưu đãi rất nhiều, thì có một số đối tượng khách hàng khác nữa, ví dụ như là bạn là bác sĩ, phi công, nhà báo hay luật sư hoặc người nổi tiếng. Và nếu như bạn là một trong những nhân viên của những công ty có liên kết với Mercedes thì bạn sẽ được mức ưu đãi giảm giá còn đặc biệt hơn nữa. Nếu bạn có câu hỏi thêm gì thì hãy để lại comment ở phía dưới, tôi sẽ giải đáp ngay. Đó, hãy cùng tham gia theo dõi kênh của chúng tôi và hãy cùng nhấn nút đăng ký nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.